Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Rayon, cùng nhau giải sách bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 7 Rayon Unit 5 Test 2, bài số 5 Test 2 của bài số 5 nhé. Đây là bài nghe và chúng ta sẽ nghe sau. Rồi, bài phát âm. Bài phát âm của chúng ta này. Chúng ta cùng làm bài phát âm museum, phát âm SS, các bạn chú ý có 3 cách phát âm SS, phải phòng khi tối. Phải phòng khi tối các bạn phát âm là S. Rồi xe SH của chị Sương thì phát âm là it, trường hợp còn lại phát âm là giờ. Vậy thì trong công trường hợp này, museum kết thúc là chữ m, nó thuộc trường hợp 3, đọc là giờ. Museum giờ, poster giờ luôn. Street là chữ tờ, thuộc phải phòng khi tối, phát âm là sờ. School giờ, vậy thì đáp án là câu C. Sang câu số 12, cable là chữ k, nhà k để đọc là k. Ancient là sờ, rồi cruise k, ok, k đó. Và helicopter là k, vậy các bạn khoanh câu B. Tiếp theo câu 13, ancient, ancient là chữ E, ancient, environment là chữ I, expensive là chữ I, electric là chữ I. Vậy thì chúng ta phải khoanh vào câu A. Sang bài số 14, 15 liên quan đến phần nhấn âm. Chúng ta có temple là nhấn âm 1, tunnel nhấn âm 1, mountain nhấn âm 1, canal nhấn âm 2. Câu số 15, support, động từ 2 tiếp thành nhấn âm 2. Preserve nhấn âm 2. Visit lại nhấn âm 1. Distress nhấn âm 2. Vậy thì chúng ta khoan ở câu C. Rồi qua trang 47 tiếp theo. Rồi chúng ta coi này, cái video teaches, cái video dạy cho chúng ta cách gì bảo tồn cái những địa điểm lịch sử, di tích lịch sử. Cái này dịch là di tích lịch sử. Di tích lịch sử. Các bạn khoanh vào cái câu A là bảo tồn. Câu A có nghĩa là bảo tồn. Câu B là trưng bày. Display, trưng bày. Đây là làm hư hại. Damage, làm hư hại. Remove là xóa bỏ. Xóa bỏ. Và chúng ta khoan vào câu A nhé. Sang câu 17 này, bố của tôi luôn luôn bắt taxi đi làm. Taxi các bạn chỉ có thể sẽ check ở đây thôi, không thể xả mấy kia được. Sang câu số 18, chúng ta nên sử dụng cái gì? Những sản phẩm thân thiện với môi trường, các bạn sẽ là cái câu environmentally friendly các bạn ạ. Rồi sang câu 19 này, cây mua đồ ăn ở đâu? Bây giờ chúng ta có market là chợ nha, market là chợ, post office là bưu điện, không thể có đồ ăn được. Rồi bank là ngân hàng cũng không có đồ ăn. Rồi hospital là bệnh viện, không có đồ ăn. Vậy các bạn khoanh vào cái câu chợ. Câu số 20, những cái bánh rất là ngon, sale là bán ở đâu bán bánh ngon, bánh mì ngon? Vậy là tiệm bánh, baker là tiệm bánh. Baker là tiệm bánh. Chúng ta có florist là tiệm hoa, butcher là tiệm bán thịt. Tiệm bán thịt, butcher. Chemist là tiệm thuốc. Các bạn nhớ hết tiệm chưa? Tiệm thuốc. Rồi, câu 21 này, cái bảo tàng The Last Museum là cái mà thuộc ít thú vị nhất trong ba cái mà chúng tôi đã đi thăm. Cái bảo tàng cuối cùng. Vậy đây chúng ta đang cần một cái so sánh nhất. So sánh ít nhất là the least. Ta khoan câu C. Câu số 22, thành phố thì như thế nào hơn? Miền quê đông đúc hơn. Ở đây là so sánh hơn, crowded là tính từ dài, vậy nó phải là more crowded cộng than. Các bạn khoanh câu B. Câu số 23, Big Ben là một địa điểm tham quan du lịch, thì các bạn nhớ là tourist attraction nhé, ở nước Anh. Rồi, các bạn qua bài tiếp theo. Đó là cái câu mà câu 24. Đó là cái ngày đặc biệt nhất của bà tôi. Bà ấy 100 tuổi rồi. Vậy chúng ta xài so sánh nhất trong trường hợp này nhá. So sánh nhất của tính từ dài, special tính từ dài, phải là the most special. Câu 25, thời tiết ngày hôm nay thì như thế nào hơn thời tiết ngày hôm qua? Các bạn chú ý cái từ than, nó là dấu hiệu của so sánh hơn. Mà so sánh hơn các bạn nhớ, ở đây có cái từ tệ hại đúng không nào? Tệ hại của so sánh hơn là worse than. Các bạn khoan vào câu C. Sang câu 26. Tôi nghĩ rằng sẽ có xe hơi bay trong tương lai. Thì cái thằng kia nó sẽ bảo là tôi đồng ý, ở đó sẽ có cả xe đạp bay nữa cơ. There will be hoverbike too. Rồi câu 27, tôi thích Paris nhiều như là Milan. Bằng cũng nhiều như, so sánh bằng. Đây là so sánh bằng.
so sánh bằng sự as cộng với tính từ cộng với as các bạn. As much as nhiều như. Rồi. Chúng ta sang câu 28, 29, 30 liên quan đến phần lỗi sai, tìm lỗi sai. Tôi nghĩ rằng lái taxi thì nhàm chán hơn nhiều so với lái hoverbike. Đây là cái hoverbike hả? Rất là tuyệt vời, bay trên trời đúng không? Vậy thì ở đây á, chúng ta coi này. Chúng ta đang có cái so sánh hơn các bạn. So sánh hơn mà không thấy more đâu hết. Nó phải có more bởi vì boring là tính từ dài. Vậy ở đây các bạn thêm more chán hơn nhiều thì much more boring than. Ok. Câu 29, Kai thì có nhiều cái gì? Nhiều cái bản ghi âm, bản thu âm như là Mai có vào năm ngoái. Ok coi nè. As much đang thiếu rồi. Không thể có mất được, phải bỏ mất đi. Bỏ mất đi. Rồi, câu 30 này. Trên không phải đợi nhiều. Đợi gì? Mất. Long. Bây giờ chúng ta có so sánh bằng đợi nhiều như bạn cô ấy. Bây giờ ấy, so sánh bằng thì có mất được, phải là as long. As đợi lâu như. Rồi ok. Rồi qua cái bài đọc này. Qua bài đọc bên này. How are things? Chào Mark. How are things? Chào Mark. Bạn mọi thứ thế nào? Đây là thư từ Rachel gửi cho Mark. Hôm nay chúng tôi đi thăm Great School ở Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành nhé bạn. Vạn Lý Trường Thành. Hôm nay chúng tôi đi thăm Vạn Lý Trường Thành ở China, Trung Quốc. Thật là đáng ngạc nhiên, nó 2.000 năm tuổi rồi và nó dài 20.000 cây số luôn. Và cái Vạn Lý Trường Thành được làm từ stone là đá và gạch, brick là gạch. Và nó là một cái tường như thế nào trên thế giới, là cái tường dài nhất trên thế giới để so sánh nhất. Đây các bạn chọn the longest so sánh nhất. Rồi, có rất nhiều tòa tháp dọc theo cái tường và nơi bạn có thể có một cái nhìn rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta chuẩn một tính từ ở đây, great view. Ok, không cần so sánh gì cả. Rồi, câu tiếp theo là tuần tiếp theo, tuần sau chúng tôi sẽ đi thăm Taj Mahal, một cái di sản được UNESCO công nhận nhá, ở Agra, Ấn Độ. Nó là lăng tẩm đẹp nhất, so sánh nhất các bạn. The most beautiful. The most beautiful. Nó là lăng tẩm đẹp nhất trên thế giới. Shah Jahan đã xây nó cho người vợ yêu quý của ông ta, Mumtaz Mahal, vào năm 1653. Nó bao phủ, diện tích của nó là 17 hecta và 73, cao 73 mét. Ở đây chúng ta chọn chiều cao, đó là 2. Hàng triệu người đến thăm cái địa điểm này mỗi năm và tôi nghĩ rằng nó là một trong những cái danh lam thắng cảnh landmark ấn tượng. Impressive là ấn tượng. Ấn tượng. Và landmark là thắng cảnh. Một cái danh lam thắng cảnh ấn tượng trên thế giới. Ở đây chúng ta xài so sánh nhất đúng không nào? The most các bạn. So sánh nhất. The most impressive landmark in the world. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo là cái bài đọc. Ok. Lợi ích của việc đi du lịch. The benefits of traveling. Lợi ích của việc đi du lịch. Nhá. Benefits, lợi ích. Chúng ta dịch bài này. Đi du lịch cung cấp cho mọi người rất, mang tới cho mọi người rất nhiều lợi ích. Benefits. Firstly, đầu tiên khi mà chúng ta đi du lịch, chúng ta có cơ hội, chance, cơ hội để mà nói chuyện với người địa phương, biết được nhiều hơn về họ và kết bạn với họ. Chúng ta còn có thể understand, là hiểu và nhận biết được các đặc tính, đặc trưng của các nền văn hóa khác nhau. Thứ hai thì đi du lịch là một cái cách rất là tuyệt vời cho chúng ta thư giãn, relax sau những giờ học hành và làm việc và học tập chăm chỉ. Rồi nằm trên bãi biển và hít thở không khí trong lành nhá, fresh air, không khí trong lành. Hít thở này, breathing là cách thức để mà refresh lại trí óc của chúng ta, làm tươi mát lại trí óc của chúng ta. Thứ ba, đi du lịch giúp cho chúng ta sáng tạo hơn, more creative, sáng tạo hơn, giúp cho chúng ta sáng tạo hơn. Có rất nhiều họa sĩ và nhạc sĩ thường đi du lịch để bắt đầu những cái tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Rồi cái này piece of art, tác phẩm nghệ thuật.
Tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật. Đi thăm một cái nơi khác với những con người lạ thì sao? Khơi gợi cho họ cái sự đam mê. Cuối cùng á thì đi du lịch còn là một cơ hội tốt cho gia đình của chúng ta và bạn bè của chúng ta get together, tụ tập đó. Thay vì tụ tập ở nhà của một ai đó và ăn vào những dịp đặc biệt thì chúng ta chọn đi du lịch cùng nhau tới một cái nơi khác. Trong suốt chuyến đi chúng ta có thể thắt chặt mối quan hệ, tighten our relationship là thắt chặt mối quan hệ, thắt chặt mối quan hệ. Và cái từ overall là toàn là tóm lại nha, tóm lại tóm gọn lại. Đi đi du lịch có rất nhiều lợi ích đối với mọi người và nó là một xu hướng trong cuộc sống hiện đại, xu hướng trend trend đó. Rồi chúng ta trả lời. Rồi đi du lịch có rất nhiều benefits, lợi ích. Nó giúp chúng ta học về con người và văn hóa, culture. Các bạn ghi vào văn hóa. Chúng ta lọc từ bài đọc ra đó. Rồi thư giãn và regain lại năng lượng làm việc. Nha. Rồi. Nó làm cho chúng ta mọi creative, sáng tạo hơn. Sáng tạo hơn. Nó thắt chặt mối quan hệ với gia đình và bạn bè, family and friends. Rồi chúng ta qua bài viết này, có bài viết nha. Sông Nin là sông dài nhất trên thế giới. The Nin is the longest river in the world. So sánh nhất. Câu 42, thứ bảy là cái ngày bận rộn nhất ở chợ Boros ở London. Saturday is the busiest day at Boros Market in London. Zagreb thì không có đông như London, so sánh bằng, không bằng. Zagreb in North East hoặc North South đều được các bạn. Croatia as London. Sang bài số 44. Câu 44 đó là đặt câu cho cái từ gạch chân. Cái đỉnh Everest là cái ngọn núi, là cái đỉnh núi cao nhất trên thế giới, và chúng ta sẽ ghi ra là cái nào là cái cao nhất trên thế giới đúng không? What is the tallest mountain in the world? What is the tallest mountain in the world? Câu số 45, một chuyến đi trên sông là cái cách thư giãn nhất để ngắm Paris. Vậy cái nào thì các bạn sẽ what rồi? What is the most relaxing way to see Paris? Ok. Rồi chúng ta xuống cái bài cuối cùng của chúng ta là bài viết liên quan đến phần rewriting. Hay bạn tưởng tượng bạn đang đi thăm cái Colosseum là một cái stadium sân vận động cổ đó. Hãy đọc cái dữ liệu của nó và viết một cái tấm thiệp khoảng 60 tới 80 từ nói về Colosseum với người bạn của bạn này. Rồi tên Colosseum, đất nước Rome Ý, loại kỳ quan là sân vận động. Ngày của nó là tức là nó xây vào ngày đợt nào, năm 70 tới năm 72 sau công nguyên. Rồi chất liệu đá vôi, limestone đá vôi. Số lượng du khách là khoảng 7 triệu người đi thăm một năm. Chúng ta viết như sau: The Colosseum in Rome, Italy. It is a black limestone stadium dust raised from 70 to 72 AD. It is almost 2,000 years old. It is a UNESCO World Heritage Site and one of the most popular monuments in Italy. Over 7 million people visit the site every year. Ta viết như vậy nhé. Colosseum ở Rome, nước Ý, nó là một cái sân vận động bằng đá vôi rất rộng mà được xây khoảng khoảng năm 70, năm 72 sau công nguyên. Nó đã có tuổi gần 2.000 năm tuổi rồi và nó là một di sản thế giới được UNESCO công nhận và nó là một trong những cái di tích, nhà cái di tích nổi phổ biến hay nổi tiếng nhất của nước Ý. Khoảng hơn 7 triệu người đi thăm nó mỗi năm. Ok, cái từ gì ha, cái từ monument này là di tích. Ok các bạn, rồi cái bài của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong bài nghe. Goodbye, see you later.